Hi, xin chào các bạn. Mình là bất động sản Tấn Vũ Củ Chi đây. Đây các bạn ha. Đây là cái điểm giao nhau giữa quốc lộ 22 với lại tỉnh lộ 7. Thì mình sẽ rẽ phải nha các bạn. Thì mình đi từ An Sương lên. Mình sẽ đụng An Sương đi theo quốc lộ 22 lên, mình sẽ đụng cái điểm giao nhau giữa tỉnh lộ 7. Quốc lộ 22, chúng ta sẽ rẽ trái đi vào tỉnh lộ 7 nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái lô đất rất là đẹp. Mặt tiền đường Trương Thị Kiện của xã Thế Mỹ, lộ giới nó tới 20 m. Đã làm cống hợp rồi các bạn ha. Diện tích ngang 7, sâu là 70. Có 120 m thổ cư rồi. Xây dựng tự do thì nó cách cái vị trí cái điểm giao nhau giữa tỉnh lộ 7 với lại quốc lộ 22 này là tầm khoảng 4 km về hướng Long An các bạn ha. Về hướng Long An thì cái điểm hồi nãy mình giao nhau đó là mình đi thẳng thì mình sẽ đi một bài 30 cây số, mình tới một bài rẽ trái thì 60 cây số mình về tới Long An, địa phận Long An. Thì mình cũng xin mời các bạn ha đi theo chân mình đến cái vị trí lô đất, mình sẽ review cho các bạn xem cho kỹ hơn các bạn ha. Nhà xưởng đồ, trường học đồ, đầy đủ tiện ích hết các bạn ha. Đây là tỉnh lộ 7 nè các bạn, xem nhà xưởng quá chừng nhà xưởng. Thì ở phía bên trái của mình thì mình cũng có làm một cái clip mình giới thiệu mấy cái lô tỉnh lộ 7 full thổ cư xây dựng tự do các bạn ha. Có một cái clip đó hình như là clip số 11 phải vậy. Clip số 11 đây mình vừa đi ngang này các bạn ha, lô đất. Nhà xưởng xung quanh rất đông, lô đất cũng rất đẹp các bạn không? Thì đây ngay cái cổng chào này nè, là cái cổng chào của xã Thế Mỹ nè các bạn, rất là đẹp không? Nhân dân xã Thế Mỹ quyết tâm giữ vững xã văn hóa nông thôn mới. Thì xã này là xã điểm của huyện Củ Chi, một trong hai xã điểm của huyện Củ Chi phát triển nhất nhì huyện Củ Chi nha các bạn. Đường xá thì các bạn đi ruộng cũng là các bạn cũng đi trên đường nhựa nữa chứ không có đi đường đất đâu. Tập trung rất là đông các bạn không, trường học rồi. Nói chung bây giờ này tiện ích của tất cả các xã trên huyện Củ Chi, xã nào cũng có hết tiện ích đầy đủ. Chợ búa, bách hóa xanh, trường học, trạm y tế này, tất cả. Huyện Củ Chi là có 20 xã, một thị trấn. Thì hầu như là mỗi xã đều phát triển như nhau hết các bạn, xã nào cũng vậy. Đường xá đi lại rất là thuận tiện. Xa trước mắt chúng ta cái nóc nhà đỏ là cái trường mầm non các bạn ha. Trường mầm non này các bạn ha. Mầm non. Đây, trường mầm non.
trường cấp 1 nè các bạn. Được chưa? Trường cấp 1. Thì vị trí lô đất của mình nó đầy đủ tiện ích lắm các bạn. Gần kế bên đây. Trường cấp 1 cái là kế bên là ủy ban xã rồi ha, trạm y tế. Tại ủy ban xã, trạm y tế, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa rồi sân banh rồi các kiểu. Đây. Thấy không? Các bạn thấy không? Đây. Đấy. Đầy đủ tiện ích hết rồi. Thì cái vị trí lô đất nó cách ủy ban xã của mình là khoảng độ 1 km. 1 km. Thì đường Trương Thị Kiện này á. Đường Trương Thị Kiện này là lộ giới nó là 20 m các bạn. Thì cái khúc mà nó giáp tỉnh lộ 7 này á, chưa có mở rộng, nhưng mà cái khúc trước mặt lô đất á đã mở rộng rồi các bạn. Giai đoạn 1 đã làm rồi, mở cống hợp á, mở cống hợp làm hết bên đường rất rộng, đường xá rất rộng, trước mặt lô đất đường rất rộng. Trái chúng ta là như các bạn. Đây, chúng ta sẽ rẽ vào đường Trương Thị Kiện. Thì cái lô đất của chúng ta là mặt tiền đường này luôn nha các bạn nha. Đây. Trương Thị Kiện. Rẽ vào Trương Thị Kiện. Đấy, chúng ta đi khoảng 500 m là chúng ta sẽ tới lô đất. Thì cái hồi nãy mình có nói khúc ngoài này nè, chưa có mở rộng các bạn ha. Tại vì tỉnh lộ 7 đợt này cũng sẽ mở rộng để làm đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh một bài các bạn. Nên chắc chờ tỉnh lộ 7 mở trước. Còn cái giai đoạn 1 ở trong kia, trong lô đất là đã mở rộng rồi. Ô, cái cây gì đẹp quá. Dân cư thì tập trung cũng đông lắm nha các bạn nha. Nhà này làm kiển đẹp ghê các bạn ha. Đây. Trước nhà quá đẹp. Cắt tỉa quá đẹp rồi. Đây các bạn thấy nè. Khúc đường này người ta đã làm rồi nè các bạn ha. Thấy chưa? Tới rồi. Khúc đường này người ta đã làm rồi nè các bạn, thấy rộng không? Rồi để mình xuống review cho các bạn xem cho kỹ hơn nha các bạn. Đây các bạn ha. Vị trí lô đất nè, cống hợp làm tới đây nè các bạn. Nè, cống hợp. Cống hợp làm tới đây. Từ đây, đây cái lô đất, vị trí lô đất của mình ngay cổng rồi luôn, ngay cổng rồi luôn, ngay cổng rồi, có cái trụ nhỏ ngay đây đó, ngang 7 m, sâu là 77, có 120 m thổ cư đó. 120 m thổ cư thì đường xá các bạn thấy không, mới làm có một bên cống thôi mà cái xe là thành đường hai chiều, cái này lộ giới 20 m lên các bạn thấy không, ngang 7 sâu 77, 120 thổ cư rồi, chủ gửi là 2 tỷ 1 nha các bạn. Đây là hướng ra tỉnh lộ 7 nè. Thì tất cả các cái nhánh đường phía bên tay phải của mình ngoài vô phía bên tay phải là ra tỉnh lộ 7 hết nha các bạn nha. Rồi, nhưng mà các bạn chúng ta xem sổ của lô đất nha. Rồi, xin mời các bạn chúng ta hãy theo dõi xem sổ của lô đất nha. Đây, đây là sổ nè. Cái đuôi 7m10 nè các bạn ha. Đó, cái đầu 5m87 cộng 1m23 là 7m10 luôn. Sâu vô là 10 cộng với lại 16m93 là 26m93. 26m93 cộng với lại 48m73 là gần 75m các bạn ha. 75m. Đó, ngang 7m1 sâu 75, tổng diện tích thửa 626 ha. Thửa 626 tờ bản đồ số 36 xã Thái Mỹ huyện Củ Chi, tổng diện tích là 534,2m2. Đất ở là 120, còn lại là cây hàng năm khác. Thì cái đất ở lâu dài, còn cái hàng năm khác này ở đây nó để tới 2014, nhưng mà chủ đã gia hạn rồi nha các bạn. Chủ đã gia hạn rồi thì các bạn yên tâm ha. Đây là quy hoạch nè. Thửa 626 nè các bạn ha. Thửa 626 ONT trên là cái phần thổ cư á. Thửa 626 rồi, đất ở kết hợp sản xuất các bạn ha.
Rồi giá chủ gửi là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt nha các bạn nha. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chủ kênh có thêm nhiều động lực, quay thêm nhiều clip mới để gửi đến các bạn nha các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc.